Thưa quý vị khán giả, trạng thái giảm mưa còn kéo dài ở Nam Bộ ít nhất là trong 7 ngày tới. Trời nắng nhiều và khá nóng đấy ạ. Như tại thành phố Cần Thơ hôm nay cũng có trạng thái chủ đạo là nắng và nhiệt độ có xu hướng là tăng dần. Nếu như lúc 8 giờ nhiệt độ ở khoảng 28 độ C thì càng về trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ càng tăng. Lúc 2 giờ chiều mức nhiệt là 33 độ C. Ở lâu ngoài nắng thì quý vị sẽ cảm thấy khá nóng. Còn từ 4 giờ chiều thì mưa dông bắt đầu sẽ xuất hiện nhưng lượng không đáng kể. Các nơi khác ở Nam Bộ nắng cũng sẽ kéo dài ngay từ sáng cho đến chiều. Tại Biên Hòa chạm ngưỡng nắng nóng 36 độ C. Còn lại thì các nơi khác, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ phổ biến với mức nhiệt là 32 đến 34 độ C. Đến chiều nay thì mây dông kéo đến và gây mưa cho một số nơi của Nam Bộ. Những vùng mưa vừa tập trung ở các tỉnh thành của miền Đông Nam Bộ, còn lại chủ yếu là mưa nhỏ với lượng là dưới 25mm. Trong mưa dông thì cũng cần phải đề phòng với lốc, sét cũng như là gió giật mạnh gây nguy hiểm. Với thành phố đảo Phú Quốc thì dự báo hôm nay là trời chủ đạo sẽ là nắng, nhưng nhờ có gió biển thổi đều cho nên là nhiệt độ vẫn ở mức dễ chịu, nhiệt độ cao nhất 32 độ C. Về chiều tối thì mưa dông cũng sẽ xuất hiện, cục bộ có mưa to, kèm theo đó là dông sét gây nguy hiểm. Trên biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, dự báo hôm nay thời tiết ổn định, mưa vài nơi, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, cảnh báo là mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh.